Thưa quý vị, giáo dục STEM là một phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn. Cụ thể là giúp học sinh tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra. Thông qua đó, góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh. Để các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai hiệu quả hình thức giáo dục này, Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản hướng dẫn thực hiện giáo dục STEM trong năm học 2020-2021. Theo văn bản số 1884, Sở Giáo dục Đào tạo yêu cầu, tùy thuộc vào đặc thù từng môn học và điều kiện cơ sở vật chất, các trường trung học có thể áp dụng linh hoạt các hình thức tổ chức giáo dục STEM như tích hợp nội môn hoặc tích hợp liên môn, nhưng vẫn bám sát nội dung chương trình môn học. Học sinh thực hiện bài học STEM được chủ động nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu học tập để tiếp nhận và vận dụng kiến thức thông qua các hoạt động, lựa chọn giải pháp giải quyết vấn đề, thực hành thiết kế, chế tạo, thử nghiệm mẫu thiết kế, chia sẻ, thảo luận, hoàn thiện hoặc điều chỉnh mẫu thiết kế dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Hoạt động trải nghiệm STEM được tổ chức thông qua hình thức câu lạc bộ hoặc các hoạt động trải nghiệm thực tế. Thông qua đó, phát hiện các học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các em tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật.